Ngân hàng Nhà nước vừa cho phép kéo dài thời gian tối đa để trích lập dự phòng với trái phiếu đặc biệt do công ty xử lý nợ xấu VAMC phát hành từ 5 năm lên 10 năm. Đây là cơ hội lớn để các ngân hàng đang gặp khó khăn tài chính giảm bớt áp lực. Theo quy định như Ngân hàng Nhà nước mới công bố, các ngân hàng có thể được xem xét gia hạn thời gian của trái phiếu đặc biệt từ 5 năm lên tối đa là 10 năm. Tất nhiên, đây phải là những ngân hàng đang cơ cấu lại, đang gặp khó khăn tài chính. Nếu trích lập dự phòng cho trái phiếu đặc biệt thì có thể bị lỗ. Quy định mới có hiệu lực ngay từ đầu tháng 8 tới. Như vậy, đối tượng ngân hàng được gia hạn trái phiếu VAMC đã tăng lên so với trước đây, khi ngân hàng nhà nước chỉ xem xét gia hạn cho những ngân hàng đang trong tình huống đặc biệt. Theo nguyên tắc, khi bán nợ xấu cho VAMC, các ngân hàng được nhận về trái phiếu đặc biệt có thời hạn là 5 năm. Đây là loại tài sản mà ngân hàng thương mại có thể mang đến ngân hàng nhà nước để xin vay tái cấp vốn. Và hàng năm, ngân hàng thương mại phải trích lập dự phòng rủi ro 20% trên giá trị trái phiếu đặc biệt đó. Như vậy, thay vì áp lực phải trích lập rủi ro đủ giá trị trái phiếu đặc biệt đó trong 5 năm, khiến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng lớn, thì nay ngân hàng có thể giãn áp lực này đến 10 năm.